Chào quý vị. Quý vị có khỏe không? Mình đang đi du lịch bụi độc hành xuyên nước Mỹ. Đường xa lộ dài, xa xôi, mịt mù. Mình ghé vào một cây xăng để đổ xăng. Và đây là một trong những cây xăng dọc theo xa lộ xuyên bang. Mình mời các bạn cùng với mình đi tham quan cây xăng các bạn nhé. Trước mắt chúng ta là bảng hiệu, tên hiệu của cây xăng.
Đây là logo của cây xăng này.
Cảm ơn các bạn đã đi theo mình tham quan một cây xăng dọc theo đường xa lộ xuyên bang của nước Mỹ. Chúc các bạn luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhé.